Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay mình tiếp tục dẫn quý vị và các bạn đến thăm một vườn quất trồng trên chậu nhựa rất là nhỏ. Vườn quất này có địa chỉ tại thôn Trấn Đông, xã Hòa Long, huyện Mỹ, tỉnh Yên, quý vị các bạn nhé. Và chú chủ vườn thì có vài nghìn cây như này. Mình tiếp tục để số điện thoại của chú chủ vườn, nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua thì các bạn điện trực tiếp vào số máy đó. Cây đẹp quả sai, cây này không chê vào đâu được quý vị các bạn. Quý vị các bạn có nhu cầu mua quất dù 450 thì chú chủ vườn cũng rất là nhiều. Nào, mình dẫn quý vị và các bạn đi vòng để tham quan cái vườn quất này.